nên mình uống rồi đó. Ồ. Cảm ơn chưa? Cảm ơn anh đi anh. Em cảm ơn anh. Cảm ơn rồi. Thì anh ở gần đây không anh? Kiên Giang. Kiên Giang hả? Kiên Giang mà lên đây sớm á. Kiên Giang Đồng Tháp má ơi. Đồng Tháp cũng quê của cậu. Kiên Giang Đồng Tháp má. Đó. Tắt mà mọi người thấy là cắt đã ký cho ký để phục vụ cho khán giả khi mà viếng mộ đó, rồi nói chuyện nhiều rồi hay là cái gì đó khán giả. 15 ký tắt á. Uống một ngày là chắc mọi người uống phải hơn nửa ký. Rồi. Mua sẵn 15 ký tắc á cô chú anh chị ơi, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chưa ăn chua chua miệng anh thằng chồng. Ê ê, tao có coi cái clip mà khi mà lúc mà ai hát á, rồi cậu ăn cái gì ở phía sau mà chọc quá là Linh không tâm. Hát được Linh Tâm hát không? Linh Tâm hát. Chú Linh Tâm hát. Ăn cái mì chua. Ông mua một lỗ me ông lại ông ăn chấp chấp trước mặt đó. Trời ơi. Chấp chấp á, mấy ông nghệ sĩ không thèm, ông hát không được. Thì hát đâu được, lúc mà chấp chấp là chảy nước miếng thôi sao hát được. Thì hiện tại bây giờ nó y hệt như vậy đó. Sẽ diễn lại cho cô chú anh chị xem. Thì cái anh này anh cắt tắt. Bây giờ mà mình đứng đây mình nuốt nước miếng phải không? Nuốt nước miếng nói chuyện không được. Quá tuyệt vời rồi. À, cái clip đó vui lắm nha. Chọc cái clip đó là clip hậu trường đó chứ không phải đơn giản đâu. Để chắc là làm rất là nhiều nè. Đó. Sau khi làm thì 15 ký đừng có nha anh. 15 ký tắc. Sao thấy cắt vô thấy cực khổ vậy? Hôm qua thực sự mà nói là đồ cúng cho cậu rất là nhiều. Clip dao ơi. Hả? Minh vô à, Duy Minh đem cua với thịt vô cúng à. Cái gì? À. Đó, y bột son luôn hà nè, đi la qua Duy Minh nè. Có cua với có thịt luôn hả? Không biết là cái gì vậy cô chú anh chị ơi. Cua. Cái gì vậy anh Minh? Mấy cua ông, với tôm. Mấy ảnh nói anh là đem cua với thịt tới kìa. Không, cái này cũng anh mua anh cúng riêng. Thì có sao đâu. À là anh mua anh cúng chứ không phải là tiền vàng bạc quá trời luôn. Mua riêng cúng riêng rồi ăn riêng luôn. À ăn riêng luôn là anh ăn rồi, mình chứ anh ăn mình đó là mình nhịn đó. Cũng ăn giả thì cúng cho mấy anh em ăn còn cũng mình. Nói chứ anh nói em cần riêng thôi cô chú anh chị. Không biết sáng nay anh Minh ảnh mua cái gì tới nè. Quá tuyệt vời. Không biết là cậu có thích ăn cua không à? Không, cái này cúng riêng nha anh Thăng. Cúng riêng anh Thăng nói đừng nói. Của em mua em cúng. Cúng riêng chứ không phải cúng cho cậu. Mày cúng nó hoài. Cúng bằng nào vậy? Bằng nhỏ hả? Cúng cậu mà. Không phải đâu. Hỏi anh Minh coi này là phải cúng cậu hả? Phải cúng cậu anh. Không phải, cúng nó hoài nha. Cúng đất đai hả? Thổ địa, nhân trạch đất đai rồi đó hả? Năng hay ta. Nói tới cúng nó hoài là anh Thăng biết nhân trạch đất đai rồi. Thổ địa. Thật ba tội nè, thấy không? Rồi, bây giờ cái tiểu vợ về sáng nay thì đó là người luôn. Cũng rất là đông. Anh chuối, anh cũng bánh chuối luôn kìa. Chị Loan thì đang làm nước trà đào cho mấy anh em uống. Tắt thì sáng nay cũng chuối tiểu là trực chiến 24/24 đây luôn nha. Đó, thịt ba loại nè ha. Có người ta kêu thịt ba chỉ không nè. Ba chỉ khác, ba loại khác hay sao? Cũng như vậy luôn á. Nhưng mà đúng không ta? Đúng rồi anh Minh. Đúng nè, này dân vật chính nè. Đó, cua nè, trứng vịt nè, tôm nè, thấy không? Cua biển nè. Cua sao rất càng rồi. Lột thấy là nó phải lụng mà. Đúng rồi. Giống như trước khi lụng là mình phải đâm cho nó sao nó đi thì nó mới. Sắp nữa hả anh Minh? Thường cái càng trái là càng bự hết, càng nhỏ ta. Càng là người ta phải để trên đây vậy nè anh ơi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ê mà quên càng trái hay càng bự càng nhỏ nè. Cái nào cũng được. Đó, giờ hai cái vậy đúng rồi đó. Đây 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 đây. Từ. Đừng mình đâu. Anh đi anh mua keo dán sắt anh dán vô lại dính. Đó, càng ta phải vậy. Đúng rồi ha. Đó, đúng rồi. Đó, hai càng ra nằm hai bên đúng, vậy đúng, đúng rồi đó. Đúng luôn rồi đó. Đúng luôn chứ anh không phải mà cùng. Càng lộn bên đây bờ qua bên kia đâu. Hôm nay lại chị Loan làm mấy bình dữa chị Loan. Mày cúng đất đai hậu địa hoài ha anh Minh.
Ít lai hữu đệ, duyên chặt. Càng bởi trước con càng lì kế sau. Lì đó, con nói ra sao? Càng... Xong rồi nó khen lại, thưởng thức thôi, than thường em hay niêm với than. Chị nếm thử luôn đi. Nếm rồi mà, khang niêm lại thôi. Xong rồi để chị lấy ly cũng chân với bình bọn cho lấy một chút. Chua hả? Ủa nữa, phải cho một bao đá để mọi người múc đá nữa chứ còn không có mặt. Hai cái đó để vô giữa luôn. Ba đá, đó bên này. Để đi ra để gần. Không phải, vậy đó. Ai uống cái ta lại ta múc luôn luôn. Trong cái hũ nhỏ đỏ con đá này. Lấy cái thùng đá để lên kế cái bình đó luôn. Cái ghế, con nhắc cái ghế đỏ. Được chưa? Thiếu gì không? Để trên cái bình bông này xong. Lấy gần cái đi đẻo. Lấy gần cái đi, cho hai cái mà. Có ai uống lấy ta múc đá ở đâu đi. Xong rồi cho một muối vô. Được chưa con? Muối không? Không có gạo hả? Không. Bên đây có rồi nè. Có. Em muốn phải chua không biết ta uống sao chứ. Chua vậy thì cho miếng đường nữa. Rồi, cua, tôm, trứng vịt. Thịt. Rồi, lên anh Minh. Với tiền vàng bạc nữa hả anh Minh? Vàng kỳ gì? Ủa mấy cái mâm mình đâu hết rồi ta? Đó, mới anh Trọng đây đâu rồi? Mới anh Trọng mới dẹp nè. Mới thì luôn. Anh này anh đem này, sáng 28 tháng 7 Di Minh Vlog cúng cua nè, tôm nè, trứng nè. Vậy giờ đem vô giùm hả? Chị nói hoàn không thôi mà mọi người thiếu đầy ấy kìa. Thôi. Ủa? Cái này... Của ai anh? Không biết đừng có nói, cái này là cúng cái tâm linh. Mà của ai cúng á, của anh... Tâm linh thì ai nói anh đúng là đúng rồi. Không, để, thường là để dưới đất á. Không, để cho các bạn để ghi bên. Thì nói của anh cúng thì nói của anh cúng đúng rồi. Ý là mình đừng có nói cúng này cúng kia, hiểu không? Cái này nó hơi bí mật tí xíu. Không phải cúng như khán giả mình nói được. Dạ, mới tới chị.